hai là bờ phong thanh xóa quế phong thì quế sơn phong mù đưa internet về lòng cái sơ mù đó là cái tay trừ máy mà người dân thâu năm tay xóa đỡ đồng huyện đỡ lọc quảng nôn đẹp cho ông đỗ phố kim người có nghị lực phi thường đánh báo internet để thay đổi cuộc đời bảy mù từ bốn năm bốn tuổi nhân ông quyết tâm không đầu hòn số phận sau hơn năm tháng cần mắng hạ phi tính không đỡ thành thật có kỹ năng cơ bản như đánh quen bỏ hạt lỗi được chữ vượt qua lây và sửa được dụng cụ máy tính máy móc nhờ có phần mềm âm thanh dành cho người khiếm thính nay ông Kim có thể đạp bố và lướt quét dễ dàng nhận thấy sự cần cấp thiết đang nhu cầu thông tin của trẻ nhỏ ở lòng ông quyết định mở quán internet đầu tư của lòng quá gần hơn mươi chiếc mát hình ảnh từ ngày dò ta trẻ nhỏ ra bộ tìm hiểu kiến thức khiến người dân quen phong phục ông kỹ sư mù ông đương quen tử chủ lên hậu đường mù nó để làm nhận xét ông của tú kim và người luôn trong có những khó câu kinh phục là tấm gương sáng để những anh em cùng cảnh ngộ noi theo từ những chiếc mát tính đầu tiên của lòng do ông đỗ kim phú mong về người dân đỡ đồng ngày còn thái sự cần thiết của thông tin đối với đời sống hàng ngày giữa đô thét mát.